Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái vườn hoa hồng của mình ha. Vườn hoa hồng của mình nó đang nở mọi người. Nó cũng chưa có nở nhiều nữa, nhưng mà có cái bụi hoa này á là nó nở rất là nhanh. Ngày hôm qua nó mới nở có 2 cánh 3 cánh thôi mà hôm nay nó đã nở bự tè lè ra như vậy luôn rồi mọi người ơi. Mọi người coi, cái bàn tay mình không đủ nha, không đủ cái bông luôn. Cái bông nó rất là to, rất là bự, nó to hơn bàn tay của mình rất là nhiều. Mình xòe ra bàn tay của mình xòe ra thì nó mới hết được cái bông ha. Mọi người thấy không, bông khủng không đó. Hồi sáng này á là cái bông nó chỉ mới có như vậy thôi, như vậy thôi mọi người, mà bây giờ nó đã nở ra nữa rồi nè đó. Nên là mình quay cho mọi người coi nha. Cái hoa hồng phấn này nó nở rất là nhanh, nó nở thật sự rất là nhanh luôn mọi người. Mọi người coi cái hoa này qua ngày mai là nó sẽ bự bự bằng cái này luôn á, là mọi người nó nở ra vậy đó. Trên đây nó có một cái gốc bao cái nữa ha, cho mọi người xem hoa ha. Đây, đây là hoa hồng nữa nè. Cái hoa hồng này một cành của nó sẽ rất là nhiều hoa nha mọi người. Đó, nó cũng bắt đầu nó đang nở ha. Đó, mình cho mọi người xem ha. Đó, đó một cành đó mọi người. Đây là một cành nha, một cành của nó nha. Đó, một cành nó qua bên đây luôn nè mọi người. Đó, chỉ có một cành thôi nha mọi người. Rất là nhiều hoa ha. Cành này coi, 2, 4, 6, 7 nè. Mình đếm luôn nha, 7 với 4 là 11 nè, 11. Và cái cành này, cái cành này thì nó chỉ mới đâm lên, nhưng mà nó cũng được 2, 4, 6 7 luôn, là 18 ha. 18 ở đây nữa, 2, 4, 6, 8 là 26 ha. 26 với 3 là 29 ha. 29, 29 với 6 là 35. 35 với cái này 2, 4, 6, 8, 9 nữa là 44. 44 cái này với 2 nữa là 46, với 3 là 49, 50, 53, 54 cái bông mọi người. Cái cành này là 54 cái bông nha. Này, mọi người thấy hoa nó nở không? Nó bắt đầu nó nở rồi đó. Đây nè, này coi. Cái hoa này là cái hoa thứ hai nó nở đó mọi người. Cái hoa thứ nhất nó tàn rồi nha, nó tàn nó rụng xuống rồi nè mọi người. Đây là cái bông kế bên nè, đó. Đây là cái bông nữa nè, đã đang nở nè, đó. Mọi người coi cái bông này rất là đẹp nè, rất là bự, rất là đẹp luôn nha. Đó mọi người coi, rất là đẹp ha. Đây, rất là đẹp luôn. Mình thích nó như vậy nè mọi người. Cái này ngày hôm qua nó rất là đẹp luôn, hôm nay nó nở ra rồi ha. Đây, đây này, đó. Mình thấy nó đẹp không? Em này nằm ở trong, em này nó nằm ở trong, em nở trước ha, nở sớm rồi ha. Đây này, đó. Đây này, đẹp không? Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Đây, đây cái chùm này cũng rất là nhiều hoa. Đây bông hồng của mình đây, hồng nhung nè, được 5 cái nụ ha mọi người ha. Cái hồng nhung này nó rất là nó nở rất là lâu, rất là chậm luôn, nó không có giống như cái hồng phấn kia. Hồng phấn kia thì nở rất là nhanh, nhưng mà hồng này nở rất là chậm. Mọi người coi cái cành này nè, đó, nó chưa có nở cái nào hết. Này mọi người coi cái cành này đó,
nó nở cũng được khá nhiều rồi nè mọi người. Cái hoa đầu tiên nó nở nè, nó nở nó muốn tàn rồi nè mọi người. Mọi người thấy không, nó nở muốn tàn này ha. Ở đây là bắt đầu nó đang nở nè đó. Mà nó nặng, nó nhiều hoa quá nó nặng. Đây, mình thích cái kiểu nó vừa nở như vậy nè mọi người, rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, mọi người thấy cái hoa rất là đẹp không? Đây nó nè, cái chính giữa nó sẽ nở trước nha mọi người. Cái chính giữa là cái hoa, là hoa chính đó. Còn những cái kia là những cái cành, nó sẽ đâm ở những cái mắt lá đó, nó sẽ đâm ra và nó sẽ ra thêm bông ha. Rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Đây mọi người thấy một cái cành hoa khủng nè mọi người, cành hoa khủng nè, cái này là khủng khủng khiếp luôn nè đó. Cái này mình làm biến quá, mình không biết đếm là bao nhiêu nữa. 2 4 6 8 10 12 13, một cái cành nhỏ xíu vậy đã 13 cái rồi, rồi thêm những cái cành này rất là nhiều. Đây mình nghĩ là 6 70 bông gì đó, rất là đẹp luôn. Thật sự đẹp lung linh luôn mọi người ơi, lung linh luôn ha. Mình chiếu xa cho mọi người căn cứ xem đó. Đó là tổng quát cái vườn hồng của mình ha. Mình rất thích cái màu hoa này. Màu hoa này nó rất là đẹp luôn mọi người. Cái này là em nở bức bức rồi nè. Mọi người coi cái hoa hồng nhung này, nó nở rất là chậm luôn. Một tuần lễ rồi, từ lúc nó bắt đầu nó nứt cái nanh nó ra, mà bây giờ nó mới được như đây thôi mọi người. Đây là cũng một chùm mà hoa hồng nhung 5 cái bông nha mọi người, nó mới vừa nãy thôi. Đây nó mới vừa nứt nanh ra thôi. Vậy đó, nụ không ha. Ở đây có một đó nữa nè, đây có một đó hồng rất là đẹp luôn mọi người. Thực sự nó rất là đẹp, mình rất là cưng tụi nó luôn á. Mình cưng tụi nó dữ lắm luôn. Rồi mình sẽ cho mọi người coi cái hoa hồng bé xí xí của mình ở đây ha. Cái màu hoa này rất là cưng nha mọi người, nó bé nhưng mà nó rất là cưng luôn đó mọi người. Đó mọi người nhìn thấy cái màu rất là đẹp luôn, rất là tươi. Nó nhỏ nhưng mà mình rất là thích luôn, mình rất là thích cái màu của nó. Mọi người thấy không, rất là dễ thương. Đây nguyên một chùm đây, nhưng mà cái này nó nhỏ vậy nhưng mà cái chùm của nó cũng không bằng cái kia. Cái kia nó, cái chùm nó là chùm khủng, nó là chùm khủng bố luôn mọi người. Đây, cái anh này ảnh cao chót vót luôn đó, ảnh cao hơn cái bức ấy của mình, bức thành của mình luôn. Đó mọi người, đây là hồi chồng mình lấy mấy cái cây dại nó bám vô đó. Mấy cây dại nó bám vô. Cây dại này nó ra hoa cũng rất là đẹp mọi người, nhưng mà chồng mình không có thích ha. Mình không thích nó bám vô. Đây nó mọi người, nó xè ra, nó nằm rạp luôn nè. Nó xè qua bên đây luôn nè mọi người, nó xè qua, nó chui vô góc này, nó nằm luôn đây nè. Mọi người thấy không, nó nhiều quá. Còn cái anh này ngày hôm qua nở rất là đẹp luôn, nhưng mà hôm nay nó ấy rồi, hôm nay nó tàn rồi. Mọi người thấy cái hoa khủng của mình chưa?
có mà khủng khủng khiếp của mình chưa? Trời ơi nó đẹp lắm luôn. Đây là, đây là hoa hồng nhung. Hoa hồng nhung này á, nó mau tàn lắm mọi người. Nó rất là mau tàn ha. Nó nở ra như vậy, qua ngày mai là bắt đầu nó xuống màu rồi. Nó cái màu nó như vậy nó rất là đẹp mọi người. Màu mới á, nó rất là đẹp. Mọi người, nó mới nở nó cũng rất là đẹp ha. Mọi người, còn mấy cái này là nó tàn rồi nè. Đây, anh này thì cũng mới nở ra. Anh này ngày mai là tàn rồi. Anh này ngày hôm qua rất là đẹp ha. Mình không có quay, hôm nay nó tàn rồi. Chỉ có những cái cánh này mới nè, rất là đẹp luôn. Cái màu nhung á, nó tàn á, nhìn cái màu nó xấu lắm. Hoa hồng này giống như là hoa hồng cổ á, nhưng mà nó thấp lắm mọi người, nó chưa tới gang tay nữa đó. Này mọi người thấy không, chưa tới gang tay của mình nữa mà nó cũng rất là nhiều nụ ha, rất là nhiều hoa ha. Cái hoa nó cũng khá là đẹp đó mọi người, nhưng mà cái màu của nó không được tươi, màu của nó không có được tươi lắm đâu. Ngày hôm qua Tích Kỳ đứng, Tích Kỳ dặm cái cành này mà không biết là nó có bị gì mà hôm nay thấy nó vẫn cứng cứng. Người thấy nó mới bắt đầu nó búp, nó cũng rất là đẹp, và khi nó nở ra cái cánh nó cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà cái màu nó không được đẹp lắm ha. Cây nhỏ xíu vậy đó mà cũng 20 bông đó mọi người, chứ không phải ít đâu. Đây, đây cũng là cái hoa hồng hồng nhung giống cái hồng kia ha. Đó, nó nở ngày hôm qua rồi, nó nở ngày hôm qua đó, nó nở như vậy là mới là đẹp nè. Qua ngày mai nữa là nó đẹp, rồi qua thêm một ngày nữa là nó tàn luôn. Đây mọi người, đó, cái này nó đang bắt đầu nó tàn ha. Đó, em này là nở hết cỡ rồi nè. Đó, nó nở như vậy là nó còn tươi nè, qua ngày mai là nó tàn rồi. Mọi người, cái vườn hồng của mình ha.